chinh khờ quyết định thật bất ngờ luôn quý vị. Hôm qua đó thì nói với anh Lợi á, nếu mà anh sửa đổi á, thì em sẽ về. Nhưng hôm nay vô tình á, thấy là Trinh nó ở trong nhà mẹ luôn rồi. Và nó có ý định á, nó mua ở đây. Nên nó năn nỉ mẹ nó là, mẹ ơi, cho con ở đây nha. Con không dám ở chỗ con Lợi nữa, vì nó động tay động chân con hoài. Mẹ Trinh cũng có một điều kiện á, là để mẹ lo cho bà ngoại xong, rồi mẹ cũng phải đi Bình Dương. Thì con cũng phải đi theo, đi ra Bình Dương á, với mẹ luôn, chứ không được ở đây nữa nha. Thì Trinh nó quyết định như thế nào? Mời cô chú anh chị nghe video sau đó. Mẹ, giờ con về là con ở luôn với mẹ chịu mà. Chịu. Chứ con qua con hứa nó thay đổi. Con về ở chứ hứa cho xuống nhận. Vậy thôi chứ con không có ở với nó. Còn cô chú thì bà nội nó mến tay mến chân để bà nuôi. Phải lo được, không cho con ẩm gì trong ngày. Thì hả mày nói hả mày ở không ở với nó về đây ở mà nhắm mày có hả bỏ hả ăn lợi hả được không? Dạ được. Đó, được hả mày nói hả đây hả có mấy chú mà hả mày có chắc chắn không? Hả dạ. Mày ở trong đây hả lát cái mày cũng chạy về ngoài hơi cái nào kiếm. Không. Đó. Chắc ăn luôn mà 100% là con về trong đây ở với mẹ luôn mà đâu có mà. Ở vậy hả tới tôi đưa hả bà ngoại xong xuôi hết về vậy hả làm này kia vậy không giờ phải hả đi xuống dưới ở luôn chứ không có ở trên đây. Ừ. Đó. Mẹ, dạ chứ đâu có ai ở nhà đâu giờ còn mình ở ngoại đâu có ai chăm sóc cho nó. Bình Dương hả chị? Dạ. Thì con nấu cơm cho ngoại. Nấu cơm cho ngoại. Nấu cơm ông ngoại về ông ngoại hả giờ xong đám rồi ông ngoại cũng hả phải còn hai rước luôn ông ngoại lớn tuổi rồi không ai chăm sóc đâu. Mẹ nó nói vậy đó con phải tự quyết định trong thời điểm này. Dạ. Chứ hả mình đi làm mà hả nó đòi ở trên đây hoài rồi nó đi mình đâu biết đâu. Dạ. À, con hả? Đi ra chợ xin. Trời ơi sao con... cần xin đâu xin con có lo được. Đi... Xin hả con hả có lo được hả cho bên hút nào không hả con lo cho thằng Lợi. Đó. Dạ con mới vô mà con về ở với ba mẹ đó giờ cũng biết con gì. Không chồng chứ con ở với bạn con này. Không có ở với bạn nào bằng với cha mẹ hết trơn. Đó mà con hả mẹ thì hả đâu có bỏ con được mở cái con không chịu hả nghe lời cha mẹ đòi hả ở trên đây ở với ai con ở ngoài con đi sinh về con cũng đem tiền qua nuôi Lợi cũng như không không có giờ con cũng đi xin đủ con ăn rồi có qua nó nữa con hứa với mẹ mà hả đi mới được không con đi xuống dưới hả ở nhà chứ còn không thì hả con đòi ở trên đây hả cũng hả tới lui với Lợi cũng như không mẹ suy nghĩ đúng con hứa chứ mấy chú với hả con đâu thì mẹ đó mẹ chứ đừng có hứa với chú con hứa với mẹ gì nè là con á ở trên đây không có hoài chứ nó nữa ai biết được không biết ai biết được có gắn camera vô người của mấy người đâu thì á đó nói cho qua cái lời y như thằng Lợi hai chồng giống nhau cá mèn luôn giờ con quyết định 100% rồi mẹ đã 101 rồi sao dạ. Gì vợ hả giống dạ. Con nghe mấy chú nghe Lợi đó hôm á mới có 11 lần à ba lần chết chắc con dạ con hứa mà đỡ con hứa thôi không hứa gì trơn á quyết định dạ hả ừ bây giờ không còn ở với nó nữa thì hả đi xuống dưới sống còn bà muốn trả huy chương nữa thì hả mình bắt luôn không có gì hết trơn á bây giờ hả sẵn hả nghèo rồi hả nuôi thêm đứa nó cũng không đánh đổ hả nghèo đâu nó muối muối đi dạ. Gần gũi với con dạ cho nó con nó hả? Không có bị những cái tình trạng giống như là động tay động chân nữa dạ. Tinh thần nó sẽ giống như nó tốt đi chứ nó không còn mà căng thẳng nữa dạ. Mà con đi mấy ngày nay con rất là thoải mái rất là vui vẻ vui rồi vẻ mà hả đâu có bị nó ăn hiếp nữa đâu thôi không có được đâu thì hả mẹ nói vậy đó có mấy chú ở đây hết đó mẹ nói vậy đó tùy cho đó giờ tùy con đó ví dụ như là bên đàn trai mà nuôi thằng con chưa không nổi thì mình cũng giang tay luôn ha ờ thì hả mình bây giờ bà không chịu nuôi thì hả bà trả mình thì mình bắt mẹ đó, chứ bây giờ mình không giành giật với ta mẹ đâu con mẹ đó. Không vậy mẹ con hối hận khi quyết định ở với nó bây giờ con ở trên đây chỉ chờ một người chờ ai đó còn có mấy con thôi không có người nào mà hả bằng cha mẹ hết trơn nuôi con tới bây lớn hả
có khi nào con hả nuôi hả, ừ con lấy có tiền hả con cho mẹ được ngàn nào không? Ờ con ở đây con sống được mà mẹ. Thế hả cái ông gì đó hả? Ông tờ đó hả? Ông tờ đó. Ê, đây. Dạ. Không ai bằng mẹ bánh chân trời gì? Ông nó cũng đâu có nhà có cửa gì đâu. Có trong cầu đại á. Mày nó giờ nói cho Vinh nghe nè, mình tính những cái chuyện trước mắt chứ không nên là chờ người nữa ấy. Không có chờ ai hết trơn, chừng nào sao để hả tính tiếp. Mở con không mình là con chưa có trả hết cho ba mẹ không trả hiếu hả con không trả hiếu cho mẹ chưa trả hiếu cho mẹ chưa mẹ nuôi hả con biết rồi con chưa có trả được giờ con không muốn ăn bánh nữa một mình cô đi trả hiếu hả mấy chú nghe không bây giờ muốn trả hiếu không dạ rồi vậy nó đi theo đâu mà mấy chú yêu khiên đi theo con chảnh đi nấu cơm trả hiếu. Ờ thì đó muốn trả hiếu cho mẹ thì chảnh ha dọn dẹp nhà cửa ha trong nhà ông cửa nấu cơm cho mẹ cũng giờ trả hiếu. Đúng rồi đó. Con không mà. Để chú Phong nói một điều nè, con lên Bình Dương cái xứ đó là người đông rồi lắm, biết đâu con gặp được có duyên mới rồi sao con? Mình phải tạo một cái mình mở rộng cái ra và mình đón nhận đi. Còn cái người ba chia chia là cho đang đang sống á là không thấy hợp với con phải không? Đi theo mẹ đi. Không dạ. Mà con quyết định rồi con ở trong với gia đình con không được. Con quyết định nhiều lần rồi con thấy là những quyết định con có sai chưa? Bây giờ cũng là về chung nhà với lại đó, giờ sao quyết định nó có sai không? Này nếu con về ở chung với chú là gặp đi. Mấy chú hay con cho cộng đồng mạng chửi. Con làm mấy chú mẹ hả làm gì con giờ? Làm gì con giờ? Lẽ mấy chú hả làm nhưng mà hả? Con hả? Mẹ từ con. Y như hả? Thôi. Có mẹ nào mà từ con được hết trơn. Có con hả từ mẹ hả và muốn ở đâu vợ bởi vậy hả nó con hả? Ai mà biết hả? Đi xin về nuôi mẹ đâu tàn buông gá hả đi. Mẹ con bị tai biến nằm chỗ. Cho con xin đi. Trời ơi hả? Ai ăn đâu mà chù mẹ mình không? Không có. Bởi vì hả khổ à, bây giờ con hứa một điều trên đầu là con không ở Duyên Lợi nữa. Con có chờ. Thì hả hứa với mấy chú ở đây. Dạ không ở Duyên Lợi nữa thì đi với dạ, mẹ. Không ở xong đám rồi đi với mẹ. Trời ơi. Ông. Trinh mới hứa danh dự luôn kìa. Đó. Có mấy chú ở đây và mẹ nói vậy đó. Ông. Ông. Cho Trinh ơi ngồi im xíu Trinh. Con không có ở đây rồi. Không đi rồi. Vậy là hôm nay mình hứa phải không Trinh? Hứa mà con ở trong cái nhà nãy con không có giao vô với lợi nữa mà. Con đỡ có già rồi. Là quyết tâm là mình chờ người nãy đúng không? Đã ở trên mạng thằng lợi nó cũng theo dõi mấy đếm chú con đâu có ở nữa. Dạ con chờ người đó về hoặc là người đó còn không duyên nợ con chấp nhận ở mình chứ con ơi, rồi thí dụ đi mình chưa có gọi là dứt nó chấm dứt hẳn với lại á rồi mình lên nói á mình lên trên cộng đồng mạng mình nói là chờ người nữa ấy hoài lỡ nó đi qua nó tìm nó tập võ công nữa sao ấm như là gặp lão ba qua mẹ con với mẹ nó nói chuyện mà con ở con quyết không giao du nữa thì con nói nhưng mà thì con thì khác nhưng mà qua thấy lại là nó chưa có muốn rồi là chấm dứt hẳn đó nó chưa muốn chia tay trong mưa cũng chia tay cũng chịu nó nói cho qua cái lời thôi nó nói ngày nay mà mấy chú không thấy đi quay đi bán giấy số nữa thì mấy chú hả cho vợ nó trở về ở chú lần thằng nói nó nằm trong phòng Bắc Kinh đó thì có gì bắt khổ không vậy là hôm qua lại hứa là bữa nó hứa xuống bữa nay lại nó cũng còn nằm trong phòng ha dạ nó chưa đi đâu ha nó hứa chưa xuống chỉ cho ở nó nằm chưa thay đổi mà dạ nhưng mà giờ nó cảm thấy nó đang thay đổi từ từ đó thay đổi anh nó giả mù kinh cỡ nó đi sám hối thì vô trộn và diễn nó sám hối mình tin được bao nhiêu phần trăm khi nó nghe kinh sám hối không tin luôn không một tin luôn phần hả? Trăm giờ cũng hết tin rồi con khen trong mũi tay con rồi mấy cô ở ngoài nước ngoài cho con mà nghĩ sao hả con thấy
Thì con nói mẹ là lâu hơn con giữ mà cái gì của con không có cho gia đình nó được. Con không cần thiết. Bữa hổm làm đẹp nè, chân mày nè, môi nè, chân tươi à. Mới có mấy bữa thành lo lem luôn rồi. Cái đấy chấp nhận không cần ai con đẩy luôn. Mặc đồ đó kìa, thấy không? Mấy chú. Nhìn giống cu lộn. Mấy chú ơi, mấy chú. Sao con gửi ý kiến rồi giờ con chán nhận bất cần của con cái là đẩy luôn á. Hẳn rồi cho qua cái xui luôn. Trời ơi. Đẩy cái gì? Qua cái xui. Cái gì? Trên sữa héo. Xuống tắm luôn hả? Xuống tắm rồi hai cho nó mát mẻ thì đi theo mẹ làm cho suôn sẻ luôn. Con quyết định không? Có cái nồi cơm điện không được luôn nè. Con có cần xuống tóc rồi hai mẹ rồi để lúc con không cần ai muốn ở trên đây đi bụi đời không con muốn con tự ăn tự làm tự sống mà con không cần nó cái tóc á là cái gốc con người mình phải suy nghĩ thật là kỹ trước khi mình quyết định những món đó nghe không con giờ có hai mối dài nữa đâu bây giờ con mới có hai điểm mà con đẩy chập lóc cái nữa là không còn điểm nào luôn đó con trời ơi riêng mình tự làm tự ăn còn có dư thì con mua sữa gửi xe đòi đó cho bà mừng nè. Chuyên môn đang nói vụ kia mà. Đợi này không? Dạ. Rồi từ nó có mọc rồi tóc rồi. Nói cho mình xuống cái là bóng lưỡng luôn á, nhìn nó ngộ lắm á nha. Không được con ơi, đừng có làm. Còn vinh hết cầu rồi. Trời ơi, đừng nếu mà xấu thì cao nó ốm nó cao liệu nghẹo quá mà nó cái tóc nó nữa nó nhìn không có nhìn nó sao sao nhìn nó không có nói luôn á nhìn nó chùi lũi nó nhìn nó kỳ kỳ sao lắm mắc gì phải bây giờ hai ở với nó không được cảm nhận hai giờ mình hai cuộc sống của mình ăn thua bản thân con bây giờ hai con sống với nó không được rồi giờ ở với mẹ cha mình dứt khoát vào một cái một. Con này con không chịu dứt khoát. Con dứt khoát mà con. Dứt khoát thì hả về ở với mẹ. Thì lúc trước con cũng ở ngoài vậy. Ở ngoài ở với hai người nè, còn cũ không quen rồi. Không gì. Ơi con không gì đâu. Trời ơi, gọi là thằng Hoàng ở trên. Rồi đứng tới thầy. Tính rồi anh Trinh. Để tính rồi anh Trinh nè. Tính rồi anh Trinh á, là con á đã bươn chảy ra ngoài rồi con cũng tự quyết định được rồi thì những gì con làm á con phải tự suy nghĩ lại là nó có hại với con hay là có tốt mẹ cứ vợ con á sống một năm ra con chứng minh cho mẹ biết là con á không có nó con vẫn sống được con chứng minh cho mẹ thấy con không cần nữa con không về vợ. Nếu mấy người ở bên Thường Lạc, ở gần nhà nữa, trong xóm nó gặp. Dành cho mấy chú, chứng minh là con không cần nó. Con chứng minh con không cần mẹ hả? Con ở gia đình nó, cô có gia đình nó không phải. Bây giờ con chấp nhận bỏ lợi rồi, hả liên quan gì nữa mà còn ở trên đây hoài, dính yếu gì mà ở đây? Con có bạn con. Mẹ cha mình vậy hả? Nhưng mà mấy cái cô với nó thương con. Không chịu. Nó nghĩ nó có một cái gì nó giấu ở dưới chợ nè. Không phải giấu. Chúng không sẽ đi ra ngoài chợ đó, nghe chụp các cha đó, chúng không hỏi nè. Tức lắm rồi đó, chúng không tức rồi đó, đừng làm chúng không tức. Coi ở đó thì có cái gì nữa mà con nếu kéo ra không mà con không đi theo mẹ. Ở đó con nào con cũng theo bạn con được đi chơi được mẹ, đi ăn mẹ suốt đời chứ mà thử coi hả con ngã bệnh xuống á hả có bạn nào hả lo không trời ơi tưởng đâu gì con nghĩ đây đi lên Bình Dương đi mẹ quên con trời ơi